Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân sẽ được mở rộng lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 hơn 5,8 ngàn tỷ đồng. Đây là thông báo mới nhất vừa được công ty cổ phần đầu tư đèo cả công bố hôm mùng 2 tháng 2. Việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân với quy mô 4 làng xe theo hình thức BOT sẽ có tổng mức đầu tư ở cả hai giai đoạn là 7.293 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 5.893 tỷ đồng. Dự kiến giai đoạn 2 của hầm đường bộ qua đèo Hải Vân sẽ khởi công vào tháng 5 năm 2016 và hoàn thành vào quý 1 năm 2020. Sau khi hoàn thành các hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông và mở rộng hầm Hải Vân, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả sẽ được thu phí hoàn vốn tại 7 trạm thu phí trên Quốc lộ 1A.